Xin kính chào quý vị và các bạn. Chiều chiều nay, rãnh mây rông nâng trục lên phía Bắc, Bắc Bộ chỉ có nắng, nên nhiệt khu vực các tỉnh vùng núi tăng lại ngưỡng 33 đến 34 độ. Khu vực từ Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang trở xuống vùng đồng bằng, trời nắng nóng và nắng nóng gây gắt diện rộng, với mức nhiệt cao từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đến chiều tối thì rãnh mây rông dịch chuyển xuống Vùng núi có khả năng xảy ra mưa rải rác, với khu vực đồng bằng bao gồm thủ đô Hà Nội, xác suất mưa thấp hơn, trời oi bức cả ngày và đêm với nhiệt độ trong khoảng từ 30 đến 38 độ. Miền Trung nằm ở rìa xa phía nam của dãy áp thấp gây mưa nên thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa, ngày nắng mạnh, từ sớm cộng thêm ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn thì bức nhiệt trong ngày dọc từ Thanh Hóa xuống tới Bình Thuận sẽ cao trên 35 độ. Trong đó thì khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng gây gắt ở trên diện rộng, người dân cần phải đề phòng với nguy cơ cháy nổ ở mức cao khi mà nắng nóng sẽ kéo dài đến hết tuần. Thành phố Đà Nẵng cũng chịu tác động của tình trạng gió phơn hoạt động mạnh nên ngày đêm xác suất mưa thấp với mức nhiệt đêm cao 28 đến 29 độ, ngày thì nắng nóng gay gắt nhiệt độ cao 37 đến 38 độ. Ở phía Nam, chuỗi ngày giảm mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ cũng đang lùi dần. Khi gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động trở lại, trong chiều và tối nay ở khu vực Nam Bộ, mưa rông sẽ gia tăng lại ở mức giải rác. Khu vực Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang là những vùng cũng có khả năng xuất hiện mưa rông mạnh về chiều và tối. Mưa rông tăng lên vì thế mà nền nhiệt trong ngày ở Tây Nguyên và Nam Bộ giảm nhẹ. Như là tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều thì trời nắng với nhiệt độ cao nhất quanh mức là 34-35 đến độ. Chiều và tối thì khả năng xuất hiện mưa rào và rông gia tăng với xác suất mưa rông là trên 70%. Người dân cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn rông. Thưa quý vị, cầu Thanh Trì được khánh thành và đi vào khai thác từ tháng 2 năm 2007. Sau 17 năm đưa vào sử dụng, hiện nay trên tuyến đã xuất hiện hư hỏng về gối cầu, trụ cầu, khe co giãn. Điều này gây ảnh hưởng đến kết cấu của cầu, tuổi thọ công trình và mức an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Thông tin từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, toàn bộ 378 trên 378 gối cầu cao su bản thép, 180 trên 198 gối cầu nhịp dầm liên tục đúc trên đà giáo của cầu đã bị phòng, dạn nứt bề mặt. Một số gối cầu đang làm việc ở trạng thái bị nghiêng do chuyển vị của kết cấu nhịp. Cùng với đó, các khe co giãn cao su trên cầu gặp tình trạng bong bật, cong vênh, hư hỏng. Trên kết cấu nhịp dầm liên tục vượt sông xuất hiện các vết nứt dọc ở sườn dầm, bản nắp và nách dầm. Đặc biệt, các vết nứt ngang ở bản đáy đốt hợp long rất nguy hiểm liên quan đến khả năng chịu lực và tuổi thọ của kết cấu cầu. Theo đại diện Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội, đơn vị duy tu bảo trì cầu Thanh Trì, hiện tại tình trạng xuống cấp của các hạng mục chưa gây ra ảnh hưởng lớn đến chất lượng của cầu. Tuy nhiên, để đảm bảo tuổi thọ và năng lực của cầu Thanh Trì, cần sớm tiến hành sửa chữa, chấm dứt các hư hỏng hiện có